Thầy thảo mày mà học thêm ba là phương thức tu học, rồi gồm có bài sáng và niệm Phật và hành thiền. Trong hành thiền á thì có tòa thiền và cả công án thiền. Đây là phương thức tu hành, mà tu hành của thiền phải trúc lâm. Tu hành ở đây nghĩa là tu thiền đó ha. Chúng ta phải có điều đặc biệt bài xá với niệm Phật ha, cũng được các thiền sư xem như là hành thiền và thiền phải trúc lâm. Ngoài việc tòa thiền, công án thiền còn có niệm Phật và bài sát, nhưng mà niệm Phật này cũng quy hướng theo pháp cách thiền. Đây là điểm đặc biệt của thiền phải trúc lâm, bài sát cũng vậy, theo pháp cách thiền. Đầu tiên là việc bài sát, một là đem phát tư tưởng của thiền phải trúc lâm. Chúng ta biết và buổi đề lý đầu đề trăng, bối cảnh sau Việt Nam rất là lộn xộn, rất là có thể dẫn đến nguy cơ mất nước lăn nước, chứ không phải không đâu. Trong hoàn cảnh đó, trong thủ đô đã đưa trong cảnh lên ngôi, mở ra triều đại nhà Tần để mà chi đối phó và đáp ứng nhu cầu lịch sử. Một mặt trong nước á, buổi đời lý các vua chúa đều hám hưởng làm cả, và các vị vua lên ngôi buổi đời trần các buổi đời lý toàn vị vua nhỏ tuổi, và cuối cùng á, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý lại là một nữ nhi nữa. Và cho nên bắt đầu có sự phân chia nội các và các quan đại thần bắt đầu đi tháo túng và tham dục và loạn, nguy cơ loạn có thể nổi lên. Và Tân Thủ Đồ là người định đã dẹp nguyên và triều đại nhà Lý và chấn chỉnh thiên và triều đình, sự tha hóa, sự tham dục và sự chia bà chia phá vì vua nhỏ quá mà hình thành nhiều các thứ phi mật, và như vậy Tân Thủ Đồ lên. Và khi Tân chặn lên á, linh ngôi mở ra triều đại nhà Tân và rồi Tăng Thủ Đồ đã đưa với việc là ép lấy chị dâu, và như chúng tôi đã nói, và như vậy Tăng Cảnh, Tăng Thầy Tông Thầy mình là bị hoang đệ mà không bao giờ làm chủ mình được, và luôn luôn bị sự sắp đặt Tăng Thủ Đồ, và đã làm cuộc hành trình tâm linh và bóng mùa làm Phật để không tham làm vua nữa. Thế nhưng nhu cầu xã hội của nước đại Việt đề tranh và nhu cầu sự ổn định, sự phát triển của quốc gia Đại Việt nghe theo lời khuyên của quốc sư Phù Văn, và Tân Thái Tông đã trở về vừa làm vua và vừa làm Phật, thực hiện theo ý nguyện đó, và cuối cùng cũng đã thành công. Khi ông thành công, ông nghiệm ra cuộc đời này là gì? Và nguồn đặc đời gì? Ông thấy con người tạo vô số tội lỗi, và cái quan điểm thành Phật mà quốc sư đưa ra đó là tâm tịch nhi đi thì dám chân Phật, lòng lành mà biết. Cho nên để lòng lành thì không còn phải dẹp bỏ tham muốn cá nhân,
và cùng đáp ứng lời khuyên của vua, của quốc sư là phàm làm đấng cúng vương phải lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn thiên hạ làm ý muốn của mình, nó trở thành học thuyết chính trị đời trần. Và để đi đến cái chỗ mà không còn ham muốn nữa, tâm phải sạch, tức là tâm không ham muốn, tâm không ham muốn thì phải làm gì? Phải điền tâm, phải rửa sạch tâm tội lỗi mình đã tạo. Và ông đã đề xuất quan điểm biện tâm để tu, để đi đến cái chỗ là lòng lặng mà biết, cũng là thực thi con đường giới định tuệ. Lòng lặng là giới, ha là định tuệ, biết chính là trí, trí tuệ tâm tịch như trí thì dám chân Phật. Lòng lặng mà biết đó là ông Phật thật, chứ không phải ông Phật quên Phật. Hàng ngày Phật đại tấn mà hàng ngày chúng ta thương sống với con người già, chứ không phải sống con người thật. Con người thật là con người cũng tham sân si tâm trọng rộng, cho nên phải biện tâm. Mà muốn biện tâm, bước chân đầu tiên để đi vào sự phòng hộ, đi vào sự ổn định nhân cách con người là phải đoạn trừ ham muốn. Mà muốn đoạn trừ ham muốn thì phải chi? Phải đoàn tận bằng cách xã hội. Vì xã hội là có nghĩa là gì? Xã hội có nghĩa là nghĩa đầu tiên, nghĩa đen nó là sự chịu đựng. Karma, karma là nghĩa thì xã hội, karma karma là nghĩa cũng là xã hội. Và người mà xã hội á là phải đến xin người mà mình đã từng gây ra tội lỗi, xin họ chịu đựng bớt đi, chịu đựng khổ đau lâu nay đời, chịu đựng khổ đau thì bây giờ tôi sẽ xóa bỏ, thì dứt hẳn không bao giờ gây ra khổ đau cho người đó nữa. Đó nghĩa đen là như vậy, phải không? Cho nên là gì, karma cũng là sản phẩm, cũng là nghiệp, cho nên phải đoàn nghiệp. Đoàn nghiệp bằng cách lòng mình, cái ý nghĩa cao quý nhất của sám hối là phải dừng, dừng rồi mà phải tự bỏ nữa, không bao giờ tái phạm nữa, đó mới đúng nghĩa sám sám hối. Và như vậy bày ra là lục thời sám hối khóa, khóa nghỉ mỗi ngày, mỗi ngày sám hối sáu thời, và mỗi thời phải sám hối một một trăm. Chúng ta thấy rất là rõ như vậy á. Tâm tịch, tâm tịch nghĩa là tâm vắng lặng, vắng lặng là trở về với chân như, không có cậu cậu về. Và chúng thầy còn ý thức sám hối sáu thời đó, và tội lỗi con người là do sáu căn sinh ra. Và như vậy thì phải đoàn trừ sáu căn gây tội lỗi. Nghĩ thức đó này, chúng ta thể có 11 bước cho buổi lễ đạo. Một là đọc kệ cảnh sắc khuyên răng mọi người, hai là để đọc quán dân hương, ba là đọc kệ dân hương, bốn là đọc kệ dân hoa, năm đọc lời tối bạch, sáu đọc sám hội tội căn gió mắt, bảy dốc lòng thiện tình, tám dốc lòng tùy hỷ, chín dốc lòng hồi hướng, mười dốc lòng phát nguyện, 11 đọc kệ vô thương buổi sáng. Đến lễ sám buổi trưa, lễ sám nửa đêm khuya cùng thực hiện bước tứ tường, chỉ trừ hai bước đặt. Như vậy sám mới có nội dung mà tác động mà chuyển đổi tâm lý con người vào tâm lý con người, từ việc rắm rủi theo sáu căn thì đến sự tỉnh thức, và cuối cùng là loại trừ phiền não. Và cứ như thế trải qua sáu thời trong mỗi ngày mỗi đêm, con người giác tỉnh. Đó trước đây ý tôi nói phải không, sám hối để đi đến chỗ giác tỉnh. Giác tỉnh là bắt đầu đi vào lộ trình tinh thiền. Cho nên á, cái quy trình này này hằng giống như là quy trình của thiền định đó. Cho nên á, sám hối theo phong thái thiền là vậy. Muốn đi vào thiền thì phải đoạn từ năm triền cái,
thân tu năm thiên hình chi bước đầu vậy. Thì thế thì bãi sạc là cửa ngõ đầu tiên để bắt đầu đi vào đình, đi vào đi đến sự giác tỉnh. Phương thức thứ hai đó là phương thức niệm Phật. Đã nói niệm Phật, đã nói đến tình độ. Tại sao Thiên Túc Lâm là chủ trương niệm Phật? Đó, nhưng đây niệm Phật theo Pháp Thải Thiền là có khác. Như là chúng tôi nói rồi, Thiên Túc Lâm chủ trương sống tùy duyên mà vui vẻ đạo. Tâm tịch nhi trí thì dẫn chân Phật, lòng lặng mà biết, biết đây chính là Phật thật. Thế thì quán niệm thân Phật của Thiên Hóa Trúc Lâm là phải ngay ở ngoài đời này. Cho nên không đời chết rồi lắm chân Tây Phương cả thân minh bản tiền, mà không đời chết mà mình sẵn về Tây Phương, mà lại ngay đời này. Cho nên không cứ rằng là đạo là có việc đoàn cái thể này là nhi đà là từ tận sáng soi, chờ mú cầu về cực lạc. Tình đồ là làm tóm sạch, chờ mưa cầu hoài Tây Phương. Đó, vâng, cũng cần rồi, cũng cần rồi. Thế thì Tây Phương đây cực lạc đây, cho nên mình đẻ ra cái chữ tâm lạc. Lạc đạo là thế, mà cái nên niệm Phật cũng phải thăng thành Phật ở đời này, cho nên là niệm Phật để làm gì? Niệm Phật theo quan điểm của ông có khi niệm Phật rất là đơn giản, mà miệng cảm thân đau đó quả thân thì phải ngồi ngay, miệng thì phải đọc lời Phật. Khi đọc lời miệng đọc danh hiệu Phật thì không thể chỉ thề, không thể nói sang bày được, phải không? Cho nên cái bước chân đầu tiên là con ý, ý thì nghĩ đến Phật thì cũng khởi lên ta niệm được. Cho nên là tân thải tông nói trong lúc niệm Phật thân thật ngồi ngay thì không làm việc ta ngồi chỗ, mà ngồi ngay rồi thì đâu có lấy tay cầm đồ với khác, phải không? Công năng niệm Phật là thế, nhưng phương thức hành thì mỗi đối tượng thì khác nhau. Có ba hàng người. Thứ nhất là người thường trí, thứ là người căn cơ cao, thứ hai trung trí, thứ ba là hạ trí. Thường trí già, tâm tức thì Phật bất giả thú thêm, niệm tức thì trần bất nhung nhất điểm. Trần niệm bạc tình cổ việt như như bất động, tức thì Phật thân. Phật thân tức ngã thân thì vô hữu nhị tưởng, tưởng tượng vô nhị, tịch nhiên thương tồn, tồn nhĩ bất ti thì ví họ Phật. Bậc thường tỷ thì tâm tức Phật không phải nhờ thêm sự tu hành. Ý nghĩa bụi trần không vượng một mạch, ý nghĩa bụi trần vốn tình, cho đến nói như như không động là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta không có hai tưởng, tưởng và tưởng không phải là hai, lặng lẽ tồn tại hằng thường, tồn tại mà không biết, đó là Phật sống. Như vậy đó là người thường trí. Đối với người trung trí thì sao? Thì bậc trung trí ác nhờ niệm Phật, chủ ý tính cần luôn luôn niệm mà không quen, thì tâm mình ác từ thuần thiền, ý nghĩ thiền đầy hiện ra thì ý nghĩ ác sẽ bị tiêu tan. Ý nghĩ ác là bị tiêu tan thì chỉ còn ý nghĩ thiền, nhưng ý nghĩ mà ý thức về nghĩ thì ngoài ý nghĩ đều được diệt hết. Khi ý nghĩ đã bị tiêu diệt, ác trở về chánh đạo, lúc niệm lúc mình hết qua đời sẽ được niềm vui ở quả niết bàn. Và như vậy niệm Phật là chi? Để sẵn niệm thiền mà loại tư niệm niệm á. Bậc trung trí là thế thôi. Còn bậc hạ trí, hạ trí thì là người bình dân. Người bình dân thì nó gắn liền với tín, tín ngưỡng, phải không? Niềm tín là chính. Cho nên cũng khuyên là chi?
càng hạ thị miền phía càng niệm lời Phật, lòng móc tẩy hình tượng Phật, niềm tin ha. Vì niềm tin sẽ thấy được Phật, thế nào nỗ lực niệm. Thánh nguyện xin lời niệm Phật, ngày đêm tu hành chấm chỉ, không tội chỉ lá truyền. Như vậy đến khi mình hết quá đời sẽ theo ý nghĩ thiền. Vâng, theo ý nghĩ thiền ha. Hàng cùng nói về vấn đề tự lực niệm Phật ở đấy, nó chủ trương mà tự lực khớm là đứng tựa pháp tha lực. Hầu hết cái pháp môn niệm Phật á là thể hiện sự tha lực. Nhưng mà chúng ta thấy này, trong thiền phái Trúc Lâm đã khai vì cái nền tảng của tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ 1 và cho đến thế kỷ thứ 14, 13 ngắn trên thời tâm là quán điểm thiền tình đã được sống hành. Niệm Phật đã có từ thế kỷ thứ 5 khi ngài Đàm Hoàng chủ trương và đã tu được thì hiền họ về quả thực lạc minh chứng. Nếu sau khi tôi chết các đệ tử là phải hỏa táng và sẽ thấy xuất hiện thân của tôi nó bay đến giữ khắp hình đoàn, đó là chứng minh rằng tôi đi về quả thực lạc. Đó, vì pháp của niệm Phật khi mời tuyên qua mà thiên đã có tư thế kỳ thứ ba thôi, mong muốn chứng minh cho mọi người tín cái pháp môn tịnh độ, cho nên công di hùng như vậy, bất quả thật sao làm như vậy. Khi hỏa táng ngài, thân ngài hỏa thân vàng rồng ha, bay giữa hư không mà đi về tây, nên là chứng minh là tu pháp tịnh độ có hiệu quả. Chẳng quá là ngài cũng thì hiện về để cho chánh tạm tín thôi. Thế thì căn hệ tám là ông chủ kia là thẩm nhất cả tống môn, thẩm nhất cả tứ tự thiên phái, cho nên ông cũng bỏ tịnh độ tông mà ông lệ ái tịnh độ tông theo con đường thiền. Theo đường thiền văn má tịnh chất từ lực thiền, là phải từ lực nội sinh, chứ không phải nhờ vào tha lực. Nhờ điều này cho kỳ ha. Và như vậy chúng ta thấy đi, ông khi mà những người mang cắn cơ thấp bình dân nặng nề tính ngược thì ông vẫn là tí vẫn vẫn khéo léo nói thứ niệm Phật đi, cũng cần hiểu gì hết á, để chúng làm mình chúc quá đời thì sẽ theo ý nghĩ thiền mà được chứng đời niệm Phật. Và đúng kính trung bộ, bởi vì đọc đây nhớ nhân thiền mà sanh về quả án trụ sự án lành. Quả án lành kêu kêu trong kinh Ni Cái Giá mà quả Tây Phương Chí Cả ha, đúng không? Và trong ba cái ba hàng Phật tăng hải tâm thiền và trung lâm đề cao thì niệm Phật dành cho người hạ tỷ vì nó phổ thông bậc thường tỷ thì vô niệm là khó ha. Còn thực chất cái niệm Phật này là gì? Là hình thức có và chỉ quán chỉ sống sống tu. Khi niệm Phật là chỉ niệm á, hiểu không? Chỉ là chỉ dừng lại khi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liền liên tục là nó có ý nghĩa là chỉ là dừng cái gì? Nhưng niệm ác à, không thể chữ thề, không thể nói lời tầm bậy, không thể nói há lời miên cứ Nam Mô A Di Đà Phật liên tục thôi. Chỉ được dịch. Và cái thứ hai khi niệm rơi sẽ thuần thục rơi sẽ bước tiếp theo là quán quán chiếu, mất quán chiếu là đường đi ba con đường thiền. Như vậy á, nhà vua đã biến đổi từ một nội dung mang màu sắc tịnh độ sang màu sắc thiền. Phương pháp thứ ba là thiền hành gồm có hai con đường. Một á là tọa thiền. Nghe đọc sách trong sách rất rõ là cứ nói thêm thôi. Bước chân đầu tiên của việc thực tập thiền định á là phải điều chỉnh tâm ra khỏi sự rối loạn tâm lý, để cho tâm thức
nó đi vào sự vắng lặng, đi vào chánh niệm, có giá trị tẩy rửa những sự nghiệp ô. Nguyên tắc của thiền là gì? Mọi người biết không? Nguyên tắc của thiền là dán chặt tâm trên đối tượng, tâm chỉ chủ vào một đối tượng để quán chiếu mà thôi. Sở dĩ như vậy, tâm mới đi vào trạng thái ổn ổ. Còn thường lệ tâm lý chúng ta là bất ổn ổ. Cùng một lúc mà chúng ta nghĩ nhiều, nghĩ về nhiều đối tượng à, ngồi đây nhưng mà cái đầu mình nó cùng một lúc nó nghĩ nhiều đối tượng khác nhau à, đó đó, ngồi đây nhưng miền cái nói chuyện này à, rồi nhớ chờ Bình Thanh này, nhớ siêu thị này, nhớ nghe nha này, nhớ đệ tử này, nhớ đủ thứ tung đúng mà. Cho nên là ngài Sư Minh Hồi á, trong thiền á, trong An Ba Thủ Ý ngài nói là chỉ cần một thành tái này thôi là có 10.000 ức niềm thái độ. Nhất già sắc đất kệ xin lỗi ngủ một đêm là cái tâm niệm của người có thể thay đổi cả tâm chiều kệ. Còn á, nhà Phật mình nói một cái khải một sẵn ná khải một tay thôi có 10.000 ức niềm thái độ. Cho nên đừng còn nói tâm mình vô thường ha, tao lao hết ha, rồi ăn níu hết suốt đời đi tao lao hết thằng mở bọc quyền hết bất định hết nè, bất định phạt hết. Nhưng vô thương, tâm lý của người trong ngoài sự vô thương, tâm lý có người là vô thương cực kỳ nhanh chóng nhất. Và mặt đó là mặt trái, trong mặt tích cực của nó chính sự vô thường mà đề ra thì tâm thức con người luôn luôn có nhu cầu sáng tạo ra cảnh ấy, đó là mặt tích cực, hiểu không? Còn mặt tiêu cực là như thế. Còn nhưng mà mặt tích cực của sự vô thường bắt buộc con người luôn luôn đạt được những nhu cầu sáng tạo mà không có sự vô thường người bao giờ chịu lắm đó, bao giờ chịu lắm bởi mình. Và như vậy á, phải quán chiếu, phải dán chặt tâm trên một đối tượng. Ví dụ đối tượng hành thiền của mình là hết thở thì mình, cho nên ai mới tập ngồi thiền á, lúc đầu người ta về điểm hết thở, điểm của điện đâu. Thường ngày tâm mình vọng mình biết à, vì cùng lúc nghỉ đi nhiều đối tượng, cái đến khi về thuốc đừng nghỉ ý cả, ngồi điểm hết thở cái túi thôi, điểm lộn hết một đến mười, hai đến mười điểm, một đến bảy, phải có một việc thực tập thiền là có một thời gian vài tháng tâm thức mình ổn định khi bắt đầu điểm hơi thở. Đó là kinh nghiệm chúng tôi ngồi chúng tôi biết, chứ không phải đơn giản đâu ha. Trong cả văn bản như là giới định tuệ, thọ giới luận, tòa thiên luận, tuệ giảm luận, đủ minh chứng con đường thiền định của Tăng Hải Tông đi theo con đường giới định tuệ. Giới định tuệ là con đường thực thí thiền, thiền định đó nè. Phu học đạo là chi nhân nghĩ cao kiến tình, người học đạo thì phải biết và thấy rõ được kiến tình của mình. Ba tuệ giảm luân, phu tuệ già sinh nếu định lực đó. Tuệ thì sinh ra từ định lực, nếu như tâm định thì gương tuệ mới sinh, nếu tâm loạn thì gương tuệ mất. Cho nên biết rằng tuệ xuất hiện từ định, định lại sinh từ tuệ, định và tuệ nếu nhau không bỏ sót bên nào. Và chúng ta thấy là cái định là đóng vai trò quyết định ha, cho việc thành lập tuệ giác ha, định là quyết định trong việc thành lập. Con đường thiền định thực chất là con đường gì? Trở về với thực
thực tại. Nghiệp nắng phạt chịu hồi quang, giải đắc kiện bản thân thành Phật. Đó là phước thức hành thiền, tòa thiền. Còn phước thứ hai đó là phương thức công ác, hành thiền công ác. Công ác đó là sử dụng nhiều thoại đau, và thoại đau đó được xem như là đối tượng để cho các hành giả quán chiếu. Thoại đau là gì? Đó, bởi vì nghe thì thoại đau. Thoại đau là một câu nói hay là một bầu đối thoại có tác dụng thúc đẩy phát khởi sự đạt mô của các hình nhà. Nó có thể là một câu chúc dành lời Phật dạy đã chép trong kinh, hay là một lời gợi ý, hay là lời đối đáp của vị tổ sư. Mà vì cần biết khái niệm thoại đau là như thế. Ví dụ thoại đau, nay quý vị đến động thịt đỏ áo kia, có một con người thực không vị trí hay ra vào trước mặt quý vị. Nếu quý vị không biết có người thực không vị trí ấy là ai, thì chỉ cần hỏi lão tăng đây. Còn vị tăng khả hỏi, xin cho biết có người thực không có vị trí ấy là gì, thì sư liền đặng vị tăng ấy và nói: có người thực không vị trí là cái chức khô, khó gì đâu. Thế thì tất hãy tất đi tìm có người thực. Có người thực ấy là gì? Là thoại đầu đưa ra vô vị chánh cái tính đậm đỏ áo kia, còn có người không có vị trí. Có người không có vị trí mới khó nói. Còn có người có vị trí là sao? Có địa vị, có tiền tài, có danh, có vọng. Còn có người không có vị trí, họ cũng gặn liền một cái ngà sờ đâu cả, chỉ là động thịt đỏ áo. Thì đó chính là con người thật thế này, con người thật bạc lá diện mục thế này. Cái động thịt đỏ áo đó chẳng qua là cái sắc, sắc thần. Sắc thần là ngũ ẩn giả hợp, hết tiên tán thân. Thế thì thân thì phải gặn liền với tấm. Thân không có, cái tấm có đâu mà có. Thế thì cái vị trí như cuộc đời này là cái gì? Là cũng là già tạm thôi. Thì chắc vàng tiền tai của cải vừa đẹp con tới tất cả đều cũng là con nhé. Dạ rồi, cho nên những tin có người vị trí trong cuộc đời mới khó, còn không người có vị trí ở cuộc đời này thì càng lạ, mở mắt ra là thấy rồi đầy dày đem sách bài chờ mày cũng ngàn. Hay là cần những tâm cộng công nào đó khai, hoặc thế nào là Phật, thì ông trả lời nói với lời cũ, tức là lời trước đây, chẳng là Phật. Thế nào là Phật? Ông trả lời nói với lời cũ cùng là chẳng là Phật. Thế nào là ta? Diễn đạt với lời cũ cùng là chẳng hạn. Đó, một vị để ý mà. Và mỗi, mỗi lần đặt vấn đề, mỗi lần nêu là một lần mới. Nghe thông không? Rất khăn. Thiền á là bất lập văn của thực kỳ chấn tâm mà. Bất lập văn tùy kiện bản năng vật hòa thể đa là vật. Thì cấu khi mà người hành giả đặt ra ba vấn đề thế, và đặt ra vấn đề một á, ông này rất là không biết gì về Phật hết. Cái người học trò hỏi về thể nào là Phật á, thì khi đặt câu hỏi về á, là chúng ta có thể đoán người học trò, người mà hỏi câu hỏi đó có xảy ra ba trường hợp: một á, là không biết gì về Phật, và hai là biết sơ sơ, ba là cái loại mà biết quá kỹ rồi, và nghĩ cũng quá kỹ.
Thế thì tâm hệ tâm trả lời như thế nào? Thiền là gợi là đánh thức thôi. Và bất lập bất tử là không muốn người học trò mình đi theo cái lối mòn mòn cũ, mà mỗi người được từ mình tập được lấy mà đi, từ mình làm học đại chúng mình, từ mình khám phá lấy và từ trả lời chứ gọi mà cho nên nói theo lối cũ là chẳng phải. Thì người ta nói Phật là bậc giác ngộ là giác già, từ giác giác tha là tiếng bạc đó là cái cũ. Mà người ngu cứ nói trả lời cho anh thì chẳng phải là đúng. Cho nên trả lời là nói theo lối cũ trước đây chẳng là phạm. Cho nên anh từ khám phá, anh từ đi tu hành, từ tu thiền anh sẽ ngộ ra Phật là gì. Giống như trong hệ thống ngộ ra long lặng mà biết đó là Phật thật chẳng hạn. Chứ thời Phật giáo đã thiếu nói nhất thiết chúng sanh ra hữu Phật tánh. Phật tánh là cái gì thì cũng không trả lời được. Chỉ có khi mà anh từ tu từ chính anh ngộ ra Phật là gì, vì sao mà thành Phật. Ví dụ như lòng lạc mà biết nó là Phật thật, là một người phát hiện ra. Thì với cắn cơ như vậy, trình độ như vậy, anh từ tu từ chỉnh, anh từ nghiệm ra có cấu tả trả lời tương tự pháp tùng thể, tám tùng thể. Rồi còn á, cấu trả lời khi trả lời Phật pháp tăng như vậy rồi, ông em thắc mắc hề hoàn tiến sinh hoàn nè. Thế này á, vẫn nay còn mở hết là cũ. Trong thầy tóc mà một lần níu ra là một lần mới. Đó, ví dụ quán điểm mê Phật thì tất cả lời tao lãng đại hạng rồi. Nhưng mà chơi chỉ có nghi hoặc Phật có thể nào nữa. Mỗi lần trả lời bắt buộc phải có lần mới. Vì cuộc sống thì luôn luôn vận vận động và tâm thức của mọi người chẳng có khác nhau, một tùy đến kia mà nó ngồi ra được vấn vấn đề, hiểu không? Cho nên là một vấn đề dù cụ mấy, nhưng khi tôi đặt lại vấn đề nó sẽ tăng thăng thành mới. À, và thế nhé, khoa học bây giờ gọi là review đó, nghĩ cụ lại là được phân tích ở chương bộ, chương ba chương bộ ha, về người đọc là đủ. Các văn bản của Thiên Hòa Trúc Lâm nằm tròn gần liều sách đây rồi, phân tích là về tự đọc ha, các chủ đề, các đề tài, các cảm hứng sáng tác về tự đọc những cảm hứng. Thiên phải trúc lâm mà trúc đọc kẹt lần nhớ mình ghi tầm hợp là thiên phải trúc lâm ra đời vào thế kỷ thứ 13 nhằm đáp ứng nhu cầu lịch sử của nước Đại Việt thời bấy giờ. Hát chẳng đó là xây dựng đất nước Đại Việt độc lập tự chủ, không chỉ giới hạn trên vấn đề biến cương lập thổ mà còn phải độc lập tự chủ trên nhiều phương diện khác nhau, từ kinh tế, chính trị, văn hóa cho đến cả tín ngưỡng tâm linh cũng phải thuần Việt. Thiên phải trúc lâm với quan điểm Phật tại tâm, các ngài không chỉ xử lý tâm bằng cách biện tâm
mà còn đề xuất thêm quan điểm hòa quán đồng đẳng biện tâm, mà còn đề xuất quan điểm hòa quán đồng đẳng để con người trực tiếp đi vào đời và làm cho đời thêm sáng tươi. Và đề xuất thêm quan điểm hòa quán đồng đẳng để con người trực tiếp đi vào đời và làm cho đời thêm sáng tươi. Chấm. Trên cơ sở đó, trên cơ sở lý luận đó, chủ thuyết cứ toàn lạc đạo hình thành và đi vào thực tiễn. Kể từ khi Ngài Tần Nhân Tông trở thành sơ tổ của khai sáng ra thiền pháp Trúc Lâm, với chủ thuyết này, tinh thần tùy duyên lạc đạo của thiền pháp đã được triển khai qua pháp tổ. Tinh thần tùy duyên của tùy duyên lạc đạo của thiền pháp đã được triển khai qua sự lãnh đạo của tám tổ. Một mặt mà xây dựng một người giác ngộ ở đời, xây dựng một người giác ngộ ở đời ngay bây giờ, chứ không hứa hẹn ở tương lai xa, bằng cách thực thi phương thức tu thiền niệm Phật, sám hối, hành thiền, đồng thời cùng tham gia tích cực đóng góp cho đời trở nên tươi đẹp, đạo pháp thêm hưng thịnh. Mặt khác, sự thề nhập tích cực của thiền pháp để đi vào đời sống thực tiễn, nó đã trở thành các đề tài phạm hạnh về đời sống tu tập có giá trị về thiền học, văn học đại việt. Điều này cũng dễ hiểu vì các nhà thuyết pháp của thiền pháp luôn luôn đặt sự tôn vọng của quốc gia và lý tưởng giải thoát trong sự tôn vọng và thịnh vượng của đất nước Đại Việt. Đây là lý do khiến cho thiền phái Trúc Lâm trở thành thiền phái mang bản sắc Việt.